Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Chủ đề hôm nay là mẹ Đinh Lan đã lên gặp bà thanh tra công an quận Gò Vấp để làm việc cái vụ mà hôm trước khiếu nại tại Trần Anh Tú, và cái yêu cầu thay đổi điều tra viên tại Trần Anh Tú vì tại Trần Anh Tú đã thứ nhất là làm nhục chị gái của Đinh Lan là Đinh Thị Chiên về việc là mặc nguyên cái sắc phục cảnh sát nhân dân để mà xông vào trường nơi có hơn 2.000 học sinh giáo viên ở trong đó để mà buộc chị Đinh Thị Chiên phải đi chung với tại Trần Anh Tú để đi giám định pháp y. Thì tưởng tệ 3 tháng trời chị Đinh Thị Chiên không có đi là tại vì chị bận dạy từ sáng tới chiều, cho nên là không có thể nào mà xin nghỉ để đi giám định được. Cho nên tại Trần Anh Tú tưởng là chị tôi bị nhẹ, cho nên là muốn nóng vội, muốn kết thúc vụ án để đóng sổ vụ án để báo cáo cho chủ tịch quận, cho nên là đã làm tưởng là chị Đinh Lan là bị nhẹ đó, cho nên là mới làm cái điều đó. Thì đến cuối cùng thì chị Đinh Lan được tại Trần Anh Tú dẫn đi 3 trung tâm giám định pháp y. Thứ nhất là chấn thương chỉnh hình, thứ hai trung tâm hòa hảo, thứ ba là trung tâm giám định pháp y của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên giám định thương tật cho pháp y cho công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cho nên là cuối cùng kết quả vẫn là 20%. Tại vì trên giám định pháp y luôn luôn một điều như thế này, quyết định đưa đi giám định pháp y bởi công an quận Gò Vấp, cho nên toàn bộ chi phí là tốn 10 mấy triệu thì công an quận Gò Vấp chi ra, nhưng hơn 9 tháng vẫn chưa được khởi tố. Thì mẹ Đinh Lan khiếu nại đó lên ông Phan Văn Mãi, chủ tịch thành phố, lên ông Giáp, trưởng ban chuyên đề của báo công an Thành phố Hồ Chí Minh, lên ông Lê Hồng Nam, giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh, và gửi đến các báo. Thì ngày hôm nay thì có buổi làm việc như vậy để kịp thời, tại vì lần trước cậu thanh tra của công an quận Gò Vấp có nói với mẹ Đinh Lan là chỉ đạo của ông Lê Hồng Nam, thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc công an thành phố giải quyết triệt để cái vụ án ngày 9 tháng 2 nhóm YouTuber ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đã tấn công Đinh Thị Lan để trả thù cho bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng tấn công nhầm Đinh Thị Chiên. Đó, thì khiếu nại lần thứ nhất là một cái đầu tiên. Điều thứ hai nữa là quá thời hạn hơn 9 tháng rồi mà vẫn chưa nhận được cái quyết định là cái việc rằng là có khởi tố hay không khởi tố. Thì dường như là ngày hôm nay mẹ Đinh Lan gặp luôn ông Danh, phó trưởng công an quận Gò Vấp luôn á, ông không biết gì về chuyện này luôn, mà trong khi những cái thơ mời lên là ông Danh là người ký đó nha. Đó, không hiểu sao mà bữa nay ông Danh ông nói ông không biết gì chuyện này luôn á. Cho nên là việc là thứ hai khiếu nại vậy, thứ hai. Cái thứ ba nữa là vụ việc hồi hôm 25 tháng 11, thì tên Võ Minh Điền và tên Vũ Văn Thịnh vẫn lên trên mạng nhục mạ gia đình Đinh Lan, chửi cha mẹ Đinh Lan, rồi chửi nhục mạ chị Đinh Thị Chiên và chửi Đinh Thị Lan rất là nhiều về cái việc là tại sao mà gia đình chúng tôi không đến phiên tòa. Ủa, phiên tòa xử hồi nào mà tôi không biết? Gia đình chúng tôi cho đến giờ phút này công an quận Gò Vấp vẫn chưa đưa một cái quyết định khởi tố vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân vẫn chưa đưa quyết định là truy tố bị can ha. Và khi chỉ có một cái thông báo mà ném vào cho trong nhà luôn á, chứ cũng chả ai ký nhận luôn á, về việc cái thông báo của một cái cô kiểm sát viên bảo rằng đã chuyển qua tòa, liên hệ với tòa để được giải quyết. Thì ở bên tòa vẫn chưa đưa cho chúng tôi tờ giấy lộn. Sáng hôm nay có một cái anh thanh niên tới đưa một tờ giấy triệu tập. Cái tôi nói triệu tập chuyện gì? Có quyết định đưa vụ án ra xét xử không? Cái này không có. Không có thôi, tôi nhận làm gì? Tìm Đinh Thị Chiên mà đưa. Cuối cùng là bỏ đi về. Thì ngày hôm nay mẹ mời mẹ Đinh Lan lên để giải quyết. Xong cái tự nhiên cái cậu Tăng lại sững cồ lên à. Cái kêu bảo vệ vô, không tiếp mẹ Đinh Lan. Trời ơi, mẹ Đinh Lan bắt đầu mới tức giận. Nhưng mà thật sự Lan ở nhà, Lan nghe được tin mẹ Đinh Lan báo, Lan vẫn bình tĩnh. Đinh Lan dặn mẹ và dặn cô em gái đi theo, nhớ bình tĩnh, không có bất cứ điều gì cả. Mẹ là 76 tuổi, cho nên là có một người coi như đi theo để mà giám hộ mẹ cũng là, tại vì người già mà, người già như trẻ em vậy đó, lỡ khi có sơ sẩy cái gì bước vô trong công an thì toàn bộ trong đó là nội ô cho người ta, lỡ khi mẹ bị cái gì đó đột quỵ thì sao. Cho nên là có một người cô em gái đi theo để mà coi sóc, coi như coi thế nào đi. Tự nhiên cái cậu ta sừng cồ lên, cậu Tăng sừng cồ lên, cái đầu đuổi mẹ Đinh Lan về. Cái xong mẹ Đinh Lan vẫn bình tĩnh đòi gặp lãnh đạo. Thế là cuối cùng ông Danh
phó trưởng công an quận Gò Vấp mới bắt đầu mới bảo rằng thôi bà cụ lớn tuổi rồi, cậu lo cho giải quyết cho bà cụ để bà cụ về. Đi 50 cây số từ bên Bình Tân về bên đây mà đến cuối cùng đi vô cái đuổi người ta về. Cái lý do đuổi về là sao biết không? Để tòa, ủa tòa nào vậy? Cậu ta, tòa nào giải quyết vậy? Chơi chơi. Vụ án nói thật cho đến giờ phút này, nói luôn cho công an quận Gò Vấp, tôi không phải vi phạm 131 gì nha, tôi đang nói cái này là theo đúng pháp luật á. Tôi là sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khóa K29, niên học năm 2020 đến năm 2024. Cho nên tôi quá hiểu về cái tư tưởng đạo đức cách mạng lẫn những cái luật hình sự, dân sự, rồi lao động, kinh tế hay hôn nhân gia đình, tôi đều được học hết. Cho nên cái việc ngày hôm nay tôi thừa biết một điều rằng là khi một vụ án tòa đã thụ lý thì công an hết hết trách nhiệm. Nhưng mà nếu như sau này cho phiên tòa có chuyện gì á thì mới trả hồ sơ về. Nhưng ngày hôm nay tòa thụ lý đâu? Tôi chưa thấy một quyết định đưa ra vụ án ra xét xử. Thì không thể nào nói là bây giờ công an cậu Tăng tự nhiên ngày hôm nay thay đổi 180 độ, bảo rằng chuyện này của tòa, có gì tòa giải quyết. Ủa tòa nào vậy? Tòa Gò Vấp là chỉ có cậu đó điện thoại thôi. Ngày hôm nay buổi sáng có người đó tới đưa cái tờ giấy, giấy triệu tập. Mà triệu tập cái chuyện gì chả nói. Quyết định đưa vụ án ra xét xử không? Không nói, chỉ nói cái vụ chị Đinh Thị Chiên. Mà thông tin cái mờ triệu tập chỉ một mình chị Đinh Thị Chiên tới giải quyết cái vụ đó thôi. Cho nên là ủa tôi cũng không biết cái nội dung như thế nào. Nếu như mà triệu tập đưa ra tòa thì việc ít đâu ra một cái quyết định khởi tố vụ án đi. Đây là vụ án hình sự mà công an quận Gò Vấp cũng chưa có cái quyết định khởi tố vụ án, viện kiểm sát chưa có một quyết định truy tố bị can Vũ Văn Thịnh, thì ngày hôm nay tòa thụ lý vụ án cũng chả biết một cái quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tự nhiên ba cơ quan làm việc vậy, ngày hôm nay tới hẹn ta lên làm việc, hẹn xong bà già gần 80 tuổi hẹn lên xong cái đuổi ta về, không tiếp để cái gì tòa giải quyết. Ở đâu ra vậy? Tôi nói theo đúng pháp luật nha. Còn ngày hôm nay á, mẹ tôi nói một cách, thứ nhất con mẹ tôi đứa nào cũng là con, nhưng nếu cái lời của thằng Võ Minh Điền nói, nếu như đánh nhầm Đinh Thị Chiên thôi nó dừng lại á, chứ nếu Đinh Thị Lan là bữa nay khỏi nói rồi. Cho nên á, nó nói là cho nó ngày nào nó còn sống nó truy cùng đuổi tận, nó lên danh sách hết là nó giết tôi, và nó còn tuyên bố là nó treo giải thưởng cho người này người kia giết tôi nữa mà, đánh tôi nữa mà. Cho nên là bằng chứng như vậy thì lý do tại sao vụ Trang Nemo chỉ có giật khẩu trang của cô kia thôi, bốn đứa nhân viên đánh, mà bây giờ Trang Mio bị vướng vào cái tội hình sự khởi tố vụ án vì tội gây rối trật tự công cộng và đánh người gây thương tích, có 3% thôi mà công an quận nhất khởi tố vụ án, viện kiểm sát khởi tố vụ án và đưa ra tòa xét xử. Mà tại ở đây 20% mà cả chục youtuber như vậy và những cái tên Võ Minh Điền hung tợn như vậy, Trần Văn Ngoan hung tợn như vậy. Nhưng mà bây giờ lý do tại sao mà mọi người cứ phải 9 tháng trôi qua, hơn 9 tháng trôi qua rồi. Thì ngày hôm nay tôi, mẹ của tôi lên làm việc thì chờ nữa, chờ bao lâu cũng được. Nhưng nếu mà chậm quá thì chúng tôi lại tiếp tục gửi đơn tố cáo nữa. Bây giờ trong vòng 15 ngày để giải quyết vụ án ha. Bây giờ chuyển dưới quận giải quyết xong, không thấu đáo lên thành phố, trên thành phố không thấu đáo chuyển qua Bộ Công an. Nhưng mà lạ một điều như thế này nè, hơn năm trời cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan gửi biết bao nhiêu đơn, Việt Hà gửi biết bao nhiêu đơn cũng không được. Nhưng gửi qua Bộ Công an 3 ngày là có kết quả, thư trả lời ngay trong vòng 3 ngày. Thấy không? Vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, vụ án điểm mà Bộ Công an Trung ương chỉ đạo cho công an, coi Bộ Công an chỉ đạo cho công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương phải giải quyết dứt điểm. Cho nên hôm nay á, Đinh Lan thấy tình hình gì, Đinh Lan gửi cái đơn tố cáo của luật sư tiến sĩ luật Đặng Anh Quân với MC Huỳnh Công Tân á, Đinh Lan lại gửi cho ông Lê Hồng Nam, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Lan hôm nay chiều Đinh Lan mới in ra để sáng ngày mai gửi bưu điện, gửi thẳng cho ổng thử coi. Tại hồi nãy giờ cứ gửi đi hoài mà cũng đâu có tới, cũng không được trả lời. Tôi nói thiệt, chưa bao giờ mà tôi được một cái công văn nào trả lời của công an thành phố Hồ Chí Minh cho cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng, hơn năm chờ rồi gửi hàng mấy chục lá đơn, chưa bao giờ được trả lời. Không hiểu theo chuyện gì luôn á nha. Lạ quá ha. Nhớ cái vụ ngày xưa, có cái vụ mà
dự án Nam Cam á, cuối năm 1999, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành khi đó làm giám đốc công an tỉnh Tiền Giang. Thế là đợt trước rồi á, Nam Cam cũng đã bị bắt, bắt xong rồi thả ra nó còn hung tợn hơn, bà Hằng cũng vậy. Bây giờ bị không xử lý thấu đáo ra bà còn hung tợn hơn nữa, mà cái đám YouTuber nó còn quậy dữ tợn hơn. Thì lúc đó thì Bộ Công an lập cái ban chuyên án, thì bắt đầu mới thăng hàm thiếu tướng cho ông Nguyễn Việt Thành, xong rồi bắt đầu cho ông làm trưởng cái ban chuyên án của Trương Văn Cam và đồng bọn. Ngày bây giờ mà ước gì mà Bộ Công an mà vô cái cuộc mà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng bọn thì trời ơi đã dữ ha, rốt rẽn trong vòng 30 giây chứ để không biết sao nữa. Tôi không có nói gì các anh công an thành phố nha, tôi chỉ nói một câu là trời ơi trời, chả biết làm sao một vụ án hơn 9 tháng trời đánh người gây thương tích, nguyên một nhóm côn đồ YouTuber côn đồ đe dọa giết người xảy ra ở địa bàn quận Gò Vấp, 20% thương tích cho chị Đinh Thị Chiên hơn 9 tháng trời im ru không trả lời, mà gia đình tôi mà phản ứng là bị bắt cả. Bữa nay mà có chuyện gì đó là em gái tôi mà sừng cồ lên hay là cái gì đó bức xúc về cái chuyện mẹ mình bị đuổi vậy đó, mời lên ta lên, xong bây giờ kêu bảo vệ vô đuổi ra đó. Mà tôi mà bức xúc mà qua cái nữa là nó bắt luôn cả nhà tôi, giống như bắt bên Tỉnh Thất Bồng Lai vậy đó. Là lúc đó là xảy ra cái chuyện tuyên bố lên là trời ơi, là y chang cái kịch bản của Tỉnh Thất Bồng Lai, dễ gì bình tĩnh lắm. Mẹ Đinh Lan nói rồi, bây giờ mời tôi lên đây thì phải giải quyết cho tôi, phải tiếp chuyện tôi, phải lập hồ sơ biên bản đàng hoàng, làm việc cho tôi đàng hoàng, còn không tôi ở đây luôn, sáng mai tôi đợi tới sáng, làm gì được bà già này, cứ việc làm. Thế là cuối cùng ông Danh ông mới bảo phó trưởng công an quận Gò Vấp bảo là thôi bà cụ lớn tuổi rồi, cậu làm cho bà đi, cậu tiếp bà để làm hồ sơ. Lúc đó mới có một cái cô để lập biên bản vô cái ngồi mới làm việc, trời bó tay thiệt á. Bữa hổm thì nói chuyện rất là ngọt ngào ha, bà yên tâm đi, lần tới là sẽ cho bà quay phim chụp hình tất cả mọi thứ. Tự nhiên bữa nay thay đổi 180 bộ, chuyện để tòa giải quyết. Ủa tòa nào vậy, điên thiệt là điên luôn á. Bởi vì bây giờ ha, tôi mở cái clip bà Hằng bà khoe khoang là cái gì ta, bà sẽ kêu luật sư quốc tế vô nha, đợi luật sư quốc tế của bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nghe lại cái đoạn mà bà Hằng bà chửi ông Phan Văn Mãi chủ tịch thành phố nè, chính phủ mà đưa đề bạt ổng lên chức cao hơn làm thủ tướng hay gì thì dân làm sao, cỡ tôi như vậy ổng là cái người vô ơn bạc nghĩa, chửi thậm tệ luôn, coi như chửi nhục mạ ông Phan Văn Mãi một cách thậm tệ luôn. Để nó lan mở lại cho nghe. Ngoài bí thư ra, trách nhiệm của ông rất to lớn. Cái ân tình vợ chồng tôi nói qua một bên đi, cái chuyện như thế này một năm qua chẳng lẽ ông không nghe báo cáo? Công văn tôi nhận được chẳng lẽ ông không nhận được? Tôi chỉ yêu cầu xử lý một cái điều đơn giản nhất để tôi còn yên tâm giúp đỡ nhân dân, cũng không được nữa. Ông bạc tình bạc
nghĩa với vợ chồng tôi. Rõ ràng là ông bạc tình bạc nghĩa vợ chồng tôi. Vậy thì đạo đức tư cách của ông á, làm sao ông tốt với nhân dân được? Vợ chồng tôi là những người xuống tận quê hương của ông để kéo nước về giúp đỡ, ông còn phủi một cái phẹt. Vậy thì ông lo cho ai? Tôi hỏi thật lòng ông luôn, ông lo cho ai? Ông lo cho cả thành phố Hồ Chí Minh này sao? Một cái chuyện nhỏ nhặt, một cái ân tình mà quê hương ông không thể nào phủ nhận được, ông còn quên. Vậy thì cái niềm tin của người dân bố víu vào một người lãnh đạo như ông có không? Lời thật mất lòng, nhưng không thể nào để cho ông một ngày nào ông lên một vị trí cao nữa thì có phải là một sai lầm của Trung ương không? Tôi dẫn chứng, có sách bách, có chứng, có cay đắng, có ghét tôi cũng phải nói vì nhân dân này, vì tương lai này cần những người cống hiến, cần những người vì dân. Bác Trọng đã nói, anh thấy anh không xứng đáng thì anh đừng ngồi giữ ghế. Anh giữ được cái ghế mà anh không làm được cái việc gì thì giữ để làm gì? Chẳng lẽ ông quên nhanh vậy sao ông Phan Văn Mãi? Tôi kêu đích danh của ông ra, tôi bệnh gì cử, tôi sống cho nhân dân này, tôi sống cho đất nước này, để Trung ương đừng có phải đau lòng khi chọn nhầm một người vô tình, vô cảm, vô can, vô tâm với người ơn của mình, đã xuống tận Bến Tre giúp đỡ quê hương mình. Bây giờ ông coi như không quen biết, tôi không làm được. Tôi là một người phụ nữ, nhưng chưa bao giờ tôi biết vô cảm với ai. Có lẽ ông chỉ hơn tôi cái địa vị thôi, nhưng trái tim ông chưa chắc ông đã hơn tôi. Rõ ràng rằng chính vợ chồng tôi đã xuống tận quê hương của ông để đem từng giọt nước ngọt xuống để giúp quê hương của ông, mà ông sẵn sàng ông phủ một cái phẹt. Vậy thì ông sống chết với ai? Ông sống chết với ai ông Mãi? Ông có thể điều hành được những cái điều tốt đẹp không? Tôi ngu dốt lắm, nhưng đâu đó tôi nói rất thật. Tuy nó thô, nó thốn á, nhưng nó rất thật. Vậy thì nếu sau này ông lên thủ tướng, ông lên nhiều chức danh nữa, thì người dân như thế nào? Người dân như thế nào? Một người như vợ chồng tôi, giàu có, thương hiệu, đi giúp đỡ, ông mà không đói hoài tới thì nói với dân đen là nói làm gì? Dân đen thì bao giờ ông nghĩ tới người ta, đúng không? Đây là lời nói chân thành và tôi mong Trung ương nghe được, để đừng bao giờ ngộ nhận và đánh giá sai lầm khi mà bổ nhiệm một người nào đó để lãnh đạo đất nước này. Đất nước này cần những người có tâm, có lòng, có sức, hết lòng phục vụ nhân dân, hết lòng vì dân, chứ không phải rằng là đất nước này cần những người lên ngồi chiếm trệ để rồi không làm gì được cho nhân dân. Riêng cái câu chuyện của tôi á, ông đối chất với tôi đi, xem tôi nói có gì sai mà quan niệm cho ông không. Bao nhiêu cái hình ảnh, cái clip tôi còn giữ đây nè, luôn cả hình ảnh của ông tôi còn giữ ở đây nè. Thế thì qua cái câu chuyện drama này, tôi mới thấy rằng dân đen, dân mà nghèo, thiếu hiểu biết, họ sống như thế nào. Bản thân vợ chồng tôi còn bị phủi sạch thì đừng nói chi người dân. Đó là gì? Bạc tình bạc nghĩa với chúng tôi. Tôi dám nói ông là người bạc tình bạc nghĩa là bởi vì sao? Chính chúng tôi là những người hy sinh cho quê hương ông. Bây giờ ông địa vị nào tôi không cần biết. Tôi chỉ biết ông Phan Văn Mãi là bí thư Bến Tre ngày xưa, là cái nơi chúng tôi đã từng xuống dưới đó giúp đỡ, bây giờ quay lưng bạc tình bạc nghĩa với chúng tôi. Thế thôi, tôi sợ gì? Đó là sự thật. Có giết tôi cũng nói sự thật. Dạ. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy bà chửi bà nhục mạ chưa? Chủ tịch thành phố mà bà nhục mạ như vậy, bà nói ra bà tưởng đâu là cái gì? Ngày xưa Võ Hoàng Yên đi môi giới cho vợ chồng Dũng Hằng, đi coi như là lắp đặt cái hệ thống, một cái hệ thống lọc nước cho người dân ở dưới đó xài,
lọc nước mặn, nước gì đó, nước biển gì đó. Thủy Tiên lọc lắp hơn mười mấy cái trụ đó cho toàn cái ở miền Tây luôn, mười mấy trụ. Vợ chồng ông bà lắp con trụ à, xong sau đó cũng thu hồi về, sau này tức khi người ta thu hồi về rồi, lấy về rồi chứ không phải vẫn còn ở trên đó đâu. Nhưng ngày hôm nay bà làm sai, thì bà thấy ông Phan Văn Mãi từ dưới bên kia về đây, bà bắt người ta phải tiếp bà, phải xử lý ông Nguyễn Đức Hiển về những chuyện này chuyện kia, những chuyện bà tố cáo vô lý cho ông Võ Hoàng Yên, cho ông Nguyễn Đức Hiển. Bà tố cáo người này người kia, bà bắt ông Phan Văn Mãi là chủ tịch thành phố phải giải quyết cho bà. Ủa sao giải quyết được? Cái chuyện bà làm sai bà tự chịu trách nhiệm chứ sao bà bắt người ta giải quyết? Người ta không có tiếp chuyện với bà, không gặp bà thì đâm ra bà chửi. Giống như ông Phan Viết Lượng cũng vậy đó, ra ngoài bộ không gặp được ông Phan Viết Lượng, lôi đầu ra người ta ra chửi là ông phát ngôn gì, phạt cái thằng bà phạt thôi 7,5 triệu là coi như bà Hằng bà bị tố cáo về việc rằng bà đã phát ngôn lệch chuẩn, bà đã xúc phạm tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và chủ tịch tỉnh Bình Thuận, bà bị phạt 7,5 triệu mà bà vẫn vi phạm. Ngày hôm nay bà tấn công ông Phan Văn Mãi nữa nè, bà tấn công những người như tôi, ông Phan Viết Lượng. Ông Phan Văn Mãi thì bà tấn công ngày 22 tháng 3 năm 2022, còn ông Phan Viết Lượng bà tấn công ngày 17 tháng 3 năm 2022. Cho nên cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng bà gây ra những cái hệ lụy xã hội quá trời quá đất như thế này, thì theo Đinh Lan được biết thì chỉ đạo của Trung ương là việc bà Nguyễn Phương Hằng là giải quyết chuyện của Nguyễn Phương Hằng. Còn những YouTuber nào ở các địa phương thì Bộ Công an chỉ đạo xuống là các địa phương đó giải quyết. Ví dụ như nhóm YouTuber Võ Minh Điền, cầm đầu là Võ Minh Điền, Trần Văn Ngoan kênh Điền Võ, rồi Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường, rồi kênh Check In Sài Gòn Vlog, kênh Tới Công Chuyện, năm kênh đó. Còn những cái người râu ria sau tự động nó khai ra tấn công Đinh Thị Lan để trả thù cho bà Nguyễn Phương Hằng. Thì ngày hôm nay Công an quận Gò Vấp phải xử lý trước, hơn 9 tháng trôi qua rồi, phải xử lý cái chuyện này. Còn nếu các anh không xử lý, các anh cho mẹ tôi, mẹ tôi là người đứng đơn đơn tố cáo, thì cái cậu Tăng nó lúc cuối cùng cái hạ xuống bảo là thôi bây giờ con đổi cho bà cái chữ đơn khiếu nại trở thành đơn đơn tố cáo nha, tụi con mới xử lý được. Tại bên gửi qua bên công an là bà phải đổi là thầy chữ thành đơn tố cáo. Thế là bây giờ nói bây giờ đợi thêm mấy nữa, bây giờ hơn 9 tháng rồi, bây giờ đợi bao lâu nữa? Nó dạ con cũng sẽ làm sớm thôi, con báo kết quả cho bà biết. Trời ơi, phải vậy thôi. Gia đình Đinh Lan rất là bình tĩnh nha, Đinh Lan cũng rất bình tĩnh, mà mẹ Đinh Lan cũng rất bình tĩnh, không gì ồn ào cả. Ô, nếu như mà mời mẹ tôi lên mà không giải quyết, ngồi đợi luôn, đợi ngày này qua, đợi tới ngày hôm sau cũng được. Phải giải quyết, mời người ta lên là phải giải quyết, chứ không phải khơi khơi mời người ta lên xong đuổi ta về, bảo là đợi tòa. Ủa, tòa đợi văn bản nào của tòa? Kêu đi, ngày hôm nay tôi thông báo luôn á, nếu như mà công an quận Gò Vấp đổi thừa cái chuyện này qua tòa thì kêu ông tòa án nào đưa ra quyết định ra khởi tố vụ án đi, đưa ra quyết định thì lúc đó mới giải quyết, chứ tự nhiên đưa giấy triệu tập là không phải là vụ việc này đã chuyển qua tòa. Từ các ông tự chuyển với nhau, từ công an chuyển qua bệnh viện, viện tự chuyển qua tòa, mà đến ngày phút này ba người lãnh đạo của công an quận Gò Vấp, viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và bên tòa án nhân dân quận Gò Vấp, ba đơn vị đó chưa cái thằng chủ nào biết hết, chưa có sếp nào biết, chỉ toàn là nhân viên người thư ký gì thông báo cho tụi tôi vậy thôi, chả có một cái thông tin gì, chả có tờ giấy lộn nào, thậm chí cả một tờ giấy mà đóng dấu quốc huy của ba đơn vị đó cũng chả có. Thì ngày hôm nay bảo rằng việc đã xong rồi, việc ngày 9 tháng 2 đã xong, chuyển qua tòa về nhiệm vụ của tòa, lấy đâu ra vậy nha. Rồi có gì ngày mai Đinh Lan sẽ thông tin tiếp tục. Hôm nay thì Đinh Lan gửi cái tờ đơn vậy. Còn cái vụ mà mới phát sinh về cái kênh Estan TV đã nhắc cho Đinh Lan nhớ cái tội trạng của bà Nguyễn Phương Hằng là tội vu khống. Đinh Lan là chủ mưu trong vụ bắt cóc Mai Xuân Cường, và cái người cùng vu khống đó là chủ kênh luật sư vlog Âu Quang Phục. Cho nên là Đinh Lan thông tin là luật sư của Đinh Lan, thêm một luật sư nữa là luật sư Trần Bá Học ở 63 Khánh Hội, phường 3 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ cũng như là Đinh Lan có hai luật sư. Nhắc lại, Đinh Lan có hai luật sư, một luật sư chuyên về cái tội danh 331 của bà Hằng mà đang làm, một luật sư chuyên về cái tội danh của cái vụ Mai Xuân Cường, và có thể là luật sư mà chuyên về tội danh 331 có thêm cái sẽ tìm ra những cái đồng phạm cho cái vụ mà
các youtuber tấn công Đinh Thị Lan. Nếu như mà vụ án của quận Gò Vấp khởi tố thì lúc đó có dấu hiệu liên đới cái vụ mà người phụ nữ mà gọi điện thoại cho Trần Văn Ngoan kênh Điền Võ Vlog ngày mà xảy ra cái vụ thương tật 20% cho chị Đinh Thị Chiên, là người phụ nữ đó là ai? Có phải tôi nghi ngờ là bà Nguyễn Phương Hằng? Cho nên là khi ra phiên tòa xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng thì chắc chắn hai luật sư của Đinh Thị Lan sẽ nộp thêm chứng cứ để chứng minh về việc rằng vụ án Mai Xuân Cường bà Hà Nguyễn Phương Hằng phạm tội vu khống, còn vụ án của chị Đinh Thị Chiên tấn công Đinh Thị Lan nhưng nhằm Đinh Thị Chiên 20% có sự tham gia chủ mưu là bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nên là tôi được quyền nghi ngờ vì giọng người phụ nữ, cho đến giờ phút này hơn 9 tháng trôi qua mà công an vẫn quận Gò Vấp vẫn chưa khởi tố vụ án, cho nên chưa tiến hành vào điều tra, chỉ im lặng như vậy cho đến khi gia đình tôi khiếu nại. Cho nên khi hôm nay mẹ tôi nói chuyện với cậu mà cậu Tăng á, thì mẹ tôi nói như thế này: thứ nhất, tự nhiên con cho số bác nói chuyện với con bình thường, ngày hôm nay tới ngày hẹn con chặn số bác, dùng máy khác gọi reng chuông mà con không nhấc máy. Đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, ngày hôm nay cho bà được quay phim chụp hình, cuối cùng lại không cho. Rồi ngày hôm nay mời bà lên để giải quyết cái vụ mà khiếu nại tại Trần Anh Tú đã có những sai phạm như vậy, thì con lại kêu bảo vệ đuổi bà về. Cho nên là thứ nhất, bây giờ con cứ trả lời cho bà biết những cái ngày lập biên bản ngày hôm nay là ok. Thứ nhất, xử lý sao với tại Trần Anh Tú tôi cũng không cần, bà cũng chả cần mà phải kỷ luật gì tại Trần Anh Phú. Nồi cơm, miếng cơm manh áo, nó coi như nó con, nó cháu của mình, cũng chẳng chấp nhận gì. Các anh xử lý sao đó xử lý, tôi không có quan tâm cái chuyện xử lý nội bộ của công an. Nhưng ngày hôm nay vụ án của con tôi hơn 9 tháng trôi qua rồi, nếu như không phải là con Đinh Thị Chiên 20% thì con Đinh Thị Lan thì bây giờ sao? Nó mất mạng rồi, ai là chịu trách nhiệm? Cho nên là trả lời cho gia đình chúng tôi biết có khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án để cho gia đình chúng tôi biết, vậy thôi. Dạ, chào mọi người, tôi là Đinh Thị Lan, nhà 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số Zalo nếu như Trang Lan Đinh này mất là số 0931208805. Chào mọi người.